Rồi, hôm nay dẫn các bạn đi tìm kiếm xe đồ chơi nha các bạn. Wow, đây mình thấy một chiếc xe này đây các bạn. Xe đây có một con kiến đậu này các bạn. Xe đây là một chiếc xe trụ bê tông này các bạn. Chiếc xe trụ bê tông hình con khủng long nha các bạn. Con khủng long màu xanh dương này. Quá đã luôn rồi. Cho vô vỏ luôn nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Đây các bạn. Đây là một chiếc máy bay trực thăng này các bạn ơi. Chiếc máy bay trực thăng của mình có bánh xe này. Có chỗ bỏ binh này các bạn. Có đèn nữa nha. Rồi, mình sẽ bật lên xin nào nha. Quá đã. Có đèn này. Có đèn sáng này các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn. Máy bay trực thăng đang bay này các bạn ơi. Rồi, cho gió luôn nha các bạn. Rồi, thời gian mình tiếp tục đi kiếm xe nha các bạn. Chỗ đây mình thấy con chuối này các bạn ơi. Xe đây là xe gì đã? Một chiếc xe đua các bạn ơi. Đây là một chiếc xe đua nha. Chiếc xe đua 4 chỗ này các bạn. Bạn đà quá đã luôn. Tí mình sẽ cho chạy thử nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Đây các bạn ơi. Ngóc dừa này. Chỗ đây có một cái. Một chiếc máy bay trực thăng màu vàng các bạn. Quá lạ. Một chiếc máy bay trực thăng màu vàng nha. Đây, mình sẽ bỏ vô đây luôn nha các bạn. Tí mình sẽ cho nó chạy thử. Đây nữa các bạn ơi. Đây là xe máy gì đấy? Một chiếc xe máy xúc này các bạn. Nó có máy móc này các bạn. Để xem thử. Xe máy xúc hình con khủng long này các bạn ơi. Quá dữ luôn. Con khủng long màu xanh nha các bạn. Đây, mình sẽ bỏ vô vỏ luôn nha. Rồi. Tiếp tục mình sẽ đi kiếm những chiếc xe còn sót lại nha các bạn. Đây. Đây là chiếc xe mèo gì các bạn ơi. Nó trốn trong cỏ này các bạn ơi. Một chiếc xe mèo vàng. Xe này xe cẩu nha các bạn. Một chiếc khẩu xe xe cẩu mèo vàng nha. Cho vô vỏ nha. Đến thử bật bao nhiêu xe nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 đâu bạn. 6 nha. Wow. Nhân đây nữa này bạn. Trời, trốn cỏ đây bạn. Đây là một chiếc xe đổ đất này các bạn. Xe đổ đất màu đỏ này các bạn. Vẫn là hình con khủng long luôn nha các bạn. Quá gầm gữ. Quá dữ. Rồi, bỏ cho vô vỏ luôn nha. Rồi, tiếp tục. Đây các bạn. Đây. Hết dính rồi đó. Một chiếc xe trộn bê tông này các bạn. Xe trộn bê tông đây các bạn. Tí nữa mình sẽ cho nó chạy nha. Rồi, bỏ vô vỏ luôn. Rồi, tiếp tục đi kiếm xe các bạn ơi. Đây. Đây mình có chiếc xe gì đây các bạn. Là một chiếc xe buýt các bạn ơi. Một chiếc xe buýt màu vàng nha các bạn. Quá dữ rồi. Rồi, bỏ vô gió luôn. Rồi, mình sẽ tới. Ngang chỗ đây còn lại một xe nữa nè các bạn. Đây. Chỗ đây còn một xe nữa nè. Quá dữ luôn. Một chiếc xe cần cẩu màu vàng nè. Hình con khủng long màu vàng nè các bạn. Cái cẩu màu xanh nha. Quá đã luôn. Bây giờ mình sẽ cho xe chạy thử nha. Cho xe chạy thử lên nắm cát thử được không nha. Rồi, đầu tiên là một chiếc xe. Xe trụ bê tông nha các bạn. Mình sẽ leo cái đây đi. Xe trụ bê tông đây. Xe trụ bê tông chạy khá dữ luôn các bạn. Ok. Tiếp theo là một xe
À, cái cẩu nha các bạn. Wow, đây có sợi cẩu này các bạn. Đó. Wow, sợi cẩu trẻ yếu quá các bạn ơi. Rồi. Wow, tông luôn chiếc xe trộn với tông luôn. Rồi, tiếp đến. Tiếp đến mình lấy một chiếc xe xe buýt đây. Wow, đây là một chiếc xe buýt. Wow, xe buýt này quá dữ luôn. Wow, quá tuyệt vời ha. À, bị tông trúng chiếc xe cần cẩu rồi các bạn. Rồi, rớt xuống luôn. Rồi, tiếp tục mình lấy một chiếc xe xe cần cẩu khác này. À, xe cần cẩu mình màu vàng này các bạn. Xem thử nha. Wow. À, nghiêng một bên luôn rồi các bạn ơi. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo mình sẽ lấy một chiếc máy bay trực thăng này. Rồi, một chiếc máy bay trực thăng nha các bạn. Rồi, ok. Wow, chiếc máy bay trực thăng này nó không có cái bánh này nên không chạy mạnh nấu các bạn ơi. Rồi, tiếp đến. Rồi, mình sẽ lấy một chiếc xe trụ bê tông này các bạn. Xe trụ bê tông này nha. Wow, xe trụ bê tông chạy cũng yếu quá các bạn ơi. Rồi, mình sẽ lấy một chiếc đây. Wow, đây là một chiếc xe 4 chỗ xe đua này các bạn ơi. Coi xe đua này chạy mạnh không nha các bạn. Wow, chiếc xe đua chạy khá mạnh luôn. bay qua chiếc xe trộn bê tông kia luôn nè các bạn. Rồi, tiếp đến. Wow. Đây là một chiếc trực thăng nè các bạn. Có pin luôn nha các bạn. Wow, quá dữ. Rồi. Wow, lật luôn các bạn. Rồi, chiếc xe này chỉ có chạy trên đường bằng thôi chứ không chạy được trên cái cầu đây nha. Rồi, tiếp tục. Chiếc xe chở đất này các bạn ơi. Chiếc xe chở đất. Rồi, đất đổ coi. Wow, lật luôn. Xe chở đất lật luôn rồi. Tiếp theo. Đây là một chiếc xe máy xúc này các bạn ơi. Đó. Đấy, thấy chưa? Wow, chiếc xe máy xúc này. Quá dữ luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy. Rồi, cho xe chở cát lên. Mình sẽ lấy máy xúc xúc nó cát nha các bạn. Một xe nè. Hạ ben xuống nha. Rồi, như thế này mình mới bỏ cát được. Wow, hai xúc nè. Wow, quá dữ. Wow. Rồi, ok, thôi. Bây giờ mình sẽ cho xe chở đất lên đây, mình sẽ thử nha các bạn. Rồi, xem thử chạy mạnh không nha. Rồi. Wow, tới nơi rồi, rồi, đổ đất luôn thôi. Rồi, tốc độ. Wow. Đổ hết đất luôn rồi các bạn. Quá dữ luôn. Rồi, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau chơi xe nha các bạn. Xem thử bây giờ hiện tại thì mình đang có xe gì nha. Wow, một chiếc máy bay trực thăng này nha các bạn. Wow, một con tôm hùm này các bạn ơi. Đó, tôm hùm. Wow, trên một con tôm có một chiếc xe bản số xe số 33 nữa này các bạn ơi. Đó. Rồi, tiếp tục. Wow, đây có một chiếc súng này các bạn. Súng nè. Wow, một chiếc xe điều khiển nè, còn pin nhau nha các bạn. Wow, một chiếc xe điều khiển vẫn còn pin nha các bạn. Rồi, mình sẽ test đi. Rồi, một cái súng này các bạn. Wow, cái súng này chắc để cho siêu nhân này nhận nhiệm vụ canh giữ này các bạn. Wow, lại có một con siêu nhân nữa này các bạn. Wow, siêu nhân này hình khá là ngầu luôn nè các bạn. Xe múc này các bạn. Wow. Wow, mình đang có một chiếc xe múc đất hình con rồng này các bạn ơi. Wow, quá dữ luôn. Xem thử này cái gì. Wow, lại là có một con gấu trúc nữa các bạn. Rồi, cho lên xe để lái xe điều khiển đây luôn nha. Wow, một chiếc xe trộn bê tông này các bạn. Đây, mình có xe trộn bê tông. Dưới đây là một chiếc xe mô tô nha các bạn. Khá là dữ luôn. Xem thử còn xe nào nữa không nha.
Wow, đây, đây là một chiếc xe bán tải nha bạn. Wow, bảng số xe số 67, xem thử xe có hoạt động nha. Wow, khá dữ luôn, tốt luôn bạn, xe này hoạt động khá tốt. À, tiếp tục đây, mình có một chiếc xe xe cẩu này bạn. Wow, xe cẩu. Là coi. À, tiếp tục xe đây là một chiếc xe gì đây? Wow, một chiếc xe mô tô này các bạn. Xe mô tô có 4 bánh luôn. Wow, khá dữ luôn. Xe này khá mạnh. Chiếc máy bay được thân này các bạn. Wow, máy bay được thân này các bạn nha. Một chiếc xe 4 chỗ nha các bạn. Trời, một chiếc xe 4 chỗ luôn nè. Wow, tự động chạy luôn nè các bạn. Rồi, tiếp tục. Rồi, tiếp tục xe đây là một chiếc xe, lại một chiếc xe 4 chỗ nha bạn. Xe đây xe cũ này các bạn. Wow, đây mình sẽ có một chiếc chiếc xe 4 chỗ xe đua luôn bạn. Chỗ đây, wow, xe buýt khóa dữ luôn. Một chiếc xe buýt chở học sinh đi nè. Rồi, tiếp tục mình sẽ có xe gì đây? Wow, chiếc này là một chiếc xe để chở xe vận chuyển xe máy đào đi đường xa này các bạn ơi. Xe đây là một chiếc xe trộn bê tông mini nhỏ nên bí ơi đây đồ hầu các bạn. Đây là một chiếc xe 7 chỗ hình caro khá là mạnh luôn nha, bảng số xe số 9 nha các bạn. Rồi ok mình sẽ bỏ đây. Rồi tiếp tục. Wow, đây mình có xe bảng số xe sờ bọt xe số 1. Ok, wow, lại là một chiếc xe bán tải. Rồi mình sẽ xếp hàng đi đây nha các bạn. Wow, bạn xe xe 18 cho xếp hàng đi trước luôn. Các bạn thấy xe chưa, nguyên một xe xếp hàng dài luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test thêm để xe chạy nhanh chậm nha các bạn. Wow, đây nguyên mình có một chỗ xe luôn. Xe mô tô nè. Xe bán tải xếp hình vô. Wow, nguyên dãy xe này các bạn. Rồi mình sẽ bắt đầu đi từng xe nha các bạn. Rồi mình sẽ xem thử. Wow, xe trộn bê tông, cái trộn bê tông đâu mất tiêu rồi. Đã bị thất lạc cái trộn bê tông rồi. Hình siêu nhân, cho siêu nhân lên đây đứng. Đây siêu nhân này. Rồi xem thử xe này. Wow, vẫn còn bánh đài nha các bạn. Rồi lên tốc độ. Wow, xe trộn bê tông tới đó đứng luôn này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ có xe gì đây? Mình sẽ đi bán tải đi nha các bạn. đây là một chiếc xe bán tải bản số xe số 43 nha các bạn. Đây các bạn, wow, 43 nha các bạn. Xem thử xe này có tốc độ lên vẫn đầu những chiếc xe khác không nha. Ok, wow. Wow, tông trúng chiếc xe buýt luôn các bạn ơi. Một chiếc xe bán tải tông trúng chiếc xe buýt. Rồi tiếp tục. Wow, đây mình có một chiếc xe cổ này các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa? Một chiếc xe cổ bản số xe số 24 này các bạn. Đây còn có một xe mục. Wow, quá dữ luôn. Xem đúng. Wow, tông lại tông trúng một chiếc xe bản số xe 43 lúc nãy nha các bạn. Tông trúng bên kia xe đường trước kia đi luôn này. Đó. Máy bay được thay này. Xe mô tô. Wow, mình sẽ chạy xe mô tô thử xem sao nha. Thôi, mình sẽ chơi một chiếc xe. Đây. Đây một chiếc xe, lại một chiếc xe bán tải các bạn. Nhưng mà xe bán tải này là xe bán tải bản số xe số 28 nha, khác xe bán tải lúc trước nha các bạn. Rồi, bản xe số 28. Xem thử xe này chạy tốc độ mạnh không. Wow, khá là mạnh luôn bạn, bay xuống dưới luôn các bạn, quá dữ. Xe này khá dữ luôn nè các bạn. Tiếp tục. Wow, đây mình có một chiếc xe chữa cháy nè các bạn ơi. Wow, nhiều xe quá. Wow, để mình chơi chiếc xe đua màu xanh này các bạn. Đó, xe này xe đua màu xanh nha các bạn. Xem thử coi. Wow, xe này yếu quá nè các bạn ơi. Wow, tông trúng một chiếc xe trùng bê tông luôn các bạn. Quá dữ. Rồi tiếp tục mình sẽ đi chơi một chiếc xe. Đây một chiếc xe bé đây nha các bạn. Wow, xe đây là xe mượt vàng này các bạn ơi. Wow, xe đây cũng là gọi là xe buýt này các bạn. Khá dữ luôn.
Khá tốt, xe này chạy khá dữ luôn. Mình sẽ chạy thử thêm. Tông trúng chiếc xe đua hôm mè xanh hình lá chuối luôn nha các bạn. Khá dữ rồi. Các bạn thấy chưa? Con tôm dẫn đầu, con tôm đuôi, con tôm này các bạn. Tôm hùm khá là bự luôn. Tiếp đến mình sẽ chơi một chiếc xe sport đây nha các bạn. Bản sport đây. Quá dữ luôn. Rồi. Chiếc bản sport đây. Thế rồi mình sẽ chơi một chiếc xe. Đây, mình sẽ chơi hai chiếc xe đây. Đây là có một chiếc xe số bán tải này các bạn. Tông trúng chiếc xe đó. Tông trúng chiếc xe mèo vàng luôn các bạn. Bản số xe, một số xe 911 nữa các bạn. Xe bãi chỗ. Tông trúng một chiếc máy bay trực thăng mèo vàng. Đây là mình có hai chiếc xe bãi chỗ này các bạn. Xem thử chiếc xe bãi chỗ này nha. Mạnh không nha. Khá mạnh luôn các bạn. Bạn thấy chưa? Nguyên dàn xe của mình này các bạn ơi. Xe mốc nè, xe trộn bê tông này nha. Xe cần cẩu nè, máy bay trực thăng nè. Xe buýt nữa nè các bạn. Đó, mình có xe buýt đây. Xe đây. Xe trộn bê tông nè, xe bảy chỗ nè, đủ các loại xe luôn nha các bạn. Quá dữ luôn. Trên này mình có một chiếc máy bay trực thăng bó pin này các bạn ơi. Cái đây chưa có pin, pin đâu mất tiêu rồi. Chưa bó pin. Thế tới nữa mình sẽ bó pin cho bạn xem nha. Rồi, ok. Kênh mình nha. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn chơi xe này các bạn ơi. Bây giờ mình xem thử mình có xe gì nha. Hôm nay mình có cái xe gì nha. Đây. Xem thử xe này. Xe đây là một chiếc xe cẩu này các bạn ơi. Mình sẽ cẩu thử, test thử luôn nha. Đây. Bây giờ mình sẽ cẩu thử một chiếc máy bay thang này các bạn ơi. Chiếc xe cẩu khá là mạnh luôn này các bạn. Chiếc xe cẩu cẩu một chiếc máy bay bị lầy nha các bạn. Khá là cao luôn này. Rồi tiếp tục. Rồi có đèn luôn này các bạn. Rồi đây là một chiếc xe cẩu hạ xuống này các bạn ơi. Đang hạ một chiếc máy bay từ từ nha các bạn. Quá dữ luôn. Hết rồi, tiếp tục mà sẽ tự chạy nữa. Chiếc xe cẩu khá là bự luôn các bạn. Số 51 luôn bạn. Rồi tiếp tục. Tiếp tục bây giờ mình sẽ có xe gì ta? Đây. Một chiếc xe có anh siêu nhân này các bạn. Siêu nhân đang đứng lên một chiếc xe này các bạn ơi. Đó. Siêu nhân có đây. Anh siêu nhân khá là dũng mãnh nha các bạn. Đây. Mình có một chiếc xe máy điều khiển này các bạn ơi. Xin lỗi nha, xe mô tô điều khiển này các bạn. Còn pin này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe điều khiển nữa này các bạn. Vẫn chạy tốt nha các bạn. Quá dữ luôn. Rồi, tiếp tục. Đây, mình có một con tôm đây. Một con tôm. Con tôm này đi đâu đây? Con tôm khá là bự luôn. Tiếp tục mình sẽ chọn một chiếc đây. Đây là một chiếc xe đua này các bạn. Rồi một chiếc xe đua. Rồi tiếp tục lại là một chiếc xe bản số xe số 22 xe bán tải luôn các bạn. Có chút thấy trời con máy bay trực thăng này luôn nè các bạn ơi. Quá dữ, một chiếc xe bán tải chạy khá là mạnh. Rồi tiếp đến mình sẽ chơi một chiếc đây. Đây là một chiếc xe ô tô mèo cam này các bạn. Mèo cam nha các bạn. Quá dữ luôn. Xe ô tô mèo cam. Rồi theo mình sẽ chơi xe
đây là một chiếc xe 4 chỗ này các bạn ơi. Mèo xanh nha, quá đã. Mình có xe buýt này các bạn ơi, sẽ lấy xe buýt nha các bạn. Một chiếc xe buýt màu vàng, chiếc xe buýt màu vàng chở quá trời người luôn này các bạn ơi. Wow. Miếm tông trống xe điều khiển nè các bạn. Rồi thì không, mình có xe gì đây nữa ta? Mình sẽ chơi xe bán tải, xe bản số số 47 này đi nha. Đây là một chiếc xe bản số 47. Wow. Tông trúng một chiếc xe điều khiển đi luôn các bạn. Quá đã luôn. Tiếp tục. Đây. Lai một chiếc xe bản số xe 47 các bạn. Đây là màu đen nha. Wow. Quá đã luôn. Trúng lại trúng xe điều khiển nữa. Xe điều khiển nói chẳng nèm đó, xe trúng mấy nhau các bạn. Đây. Wow, đây mình cũng có xe điều khiển này các bạn ơi. Wow. Vẫn còn đèn sáng này các bạn. Quá đã luôn. Có hai chiếc xe điều khiển luôn các bạn. Tiếp tục mình sẽ lái một chiếc xe mô tô để chơi nha. Còn mớ đồ chơi trong kia luôn này các bạn ơi. Đây. Wow. Quá dữ luôn rồi. Tông trúng chiếc xe bán tải bên kia luôn. Bây giờ mình sẽ chọn xe gì đây? Đây. Đây là một wow. Bây giờ mình chơi chiếc máy bay trực thăng này đây nha. Wow, bay. Quá dữ. Wow. Wow, tông trúng tôm luôn các bạn. Wow, lui lại rồi, tông trúng xe điện luôn. Wow. Rồi, ok, một chiếc máy bay trực thăng đã được chơi. Còn binh luôn nha các bạn. Rồi, mình sẽ chọn một chiếc. Đây là một chiếc xe trụ bê tông nha. Còn chiếc xe trụ bê tông hình con khủng long nè các bạn. Phải đỡ luôn. Tiếp đến. Tiếp đến. Wow, một chiếc xe 47 chỗ. Chiếc xe đua này các bạn. Đó, mèo xanh lá chuối nha các bạn. Rồi, tiếp tục mình sẽ chơi một chiếc xe. Đây là bản số xe 472, bản số xe số 47 này các bạn ơi. Đó, đây nha. Đã hai chiếc xe bản số khoảng một chiếc xe màu xanh dương này, một chiếc xe màu vàng này các bạn. Xem thử tốc độ tông trúng tôm luôn. Wow. Một chiếc xe hay chạy vòng tròn các bạn, một chiếc xe kia tông trụ tôm luôn rồi. Quá dữ rồi. Xe này chạy vòng tròn luôn nha. Wow, vượt qua cái mức này luôn các bạn. Rồi tiếp tục. Wow, một chiếc xe đây, đây là một chiếc xe màu xanh này các bạn. Wow, tốc độ thêm thứ. Wow, tông trống xe điều khiển luôn, quá dữ luôn. Xem thử thêm này có xe gì nữa này các bạn. Đây, rồi mình sẽ lấy một chiếc máy bay thì mình chơi nha các bạn. Wow, quá đã luôn. Quá dữ luôn. Wow, đây là một chiếc xe trụng bê tông nữa này các bạn ơi. Xem thử xe trụng bê tông. Wow, xe trụng bê tông đi. Quá đã luôn. Rồi, chiếc xe trụng bê tông nha các bạn. Tiếp đến đây, mình có một chiếc xe bản số xe số 6 này các bạn ơi. Xe này xe bán tải nha, xe bán tải chạy khá là mạnh luôn này các bạn. Sao tốc độ. Wow. Khá mạnh luôn các bạn. Đúng rồi, xe bán tải chạy quá tốt luôn. Tiếp tục. Rồi, một chiếc xe 4 chỗ này các bạn. Wow. Lật luôn các bạn. Quá dữ. Nhưng này, mình sẽ lấy một chiếc xe mô tô bự này các bạn ơi. Xe mô tô đây. Bạn có 2 bánh luôn nè, 4 bánh luôn nè các bạn. Wow, quá dữ. Wow. Tông trúng chiếc xe mô tô, tông trúng đến chiếc xe điều khiển luôn các bạn. Quá đã luôn. Rồi một chiếc 4 chỗ sport nha các bạn. Quá đã. Wow, chiếc này sport. Wow, tông dính chiếc xe luôn. Tiếp tục. Đây là một chiếc xe màu tím, xe 4 chỗ màu tím nha các bạn. Wow, tông quá dữ luôn.
Tiếp tục đây ha. À, lại là mình sẽ lấy một chiếc xe đây. À, xe này đó, đây xe bán tải này các bạn. Ha, à, một chiếc xe bán tải. Ừ. Rồi, chiếc xe bán tải. Wow, quá đã luôn các bạn. Xe bán tải chạy qua kia luôn rồi. Rồi ok, quá dữ luôn.